chim đất Việt xin chào tất cả các bác. Hiện tại ngày hôm nay nhà mình đang tiếp tục đóng gói thức ăn dành cho chim họa mi như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đây là những cái hạt cám chim họa mi đặc biệt với nguyên liệu tự nhiên rất là thơm. Khi các bác cắt cái túi ra là các bác có thể cảm nhận được ngay. Đây là một số cái đơn hàng mà anh em đang đặt tránh hôm nay. Đấy, ví dụ như là anh em cá mi của Thanh Trì, Hà Nội này, anh em Sóc Sơn, anh em Lào Cai này, đấy, anh em Hòa Bình vân vân, còn một số đơn trong này nữa. Và tiếp tục ở đây là nhà mình đang chia thành các gói. Đấy, phía bên ngoài thì các bác có thể đang nhìn thấy. Chúng ở nhà mình nuôi rất là nhiều loại như chè, mào vân vân. Sáng giờ đang đóng cám ở đây rất nhiều ở đây. Đấy. Trên này, chúng này đang chơi ở ngoài này. Đây là cú gáy đấy. Hạt cám, các bạn có thể đang nhìn thấy. Đây, ví dụ cám mi của Hưởng Phúc Thọ Hà Nội này. Anh em có Bắc Giang này, anh em đặt cám gáy này, đấy, anh em cám mi Yên Lạc Vĩnh Phúc này, anh em Đà Nẵng này, Lạng Sơn, Long An, Hà Nội, vân vân. Đây là đang có chuyển hút truyền thông. Mi Hướu này, anh em cảm gáy của Lạng Sơn, cảm Trào Mạo, Tây Ninh, vân vân, rất là nhiều. Và anh em đang nhìn thấy ở đây là 1 kg mà tương đương với 4 gói là 200.000, miễn phí ship tận nhà luôn các bạn nhé. Đấy. Hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên, chim sẽ có sắc lông bền đẹp, đấy, sáng màu từ chân đến mỏ, lửa đều ổn định. Đây là cái địa chỉ của nhà mình. Số điện thoại 0908070555 và 0944114410. 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà. 1 kg là 4 gói như thế này. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video dành cám chim đất Việt. Và các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhà mình nhé, theo địa chỉ số điện thoại ở trên này.